Phần mái nhà thì sát dưới mặt đất, sàn nhà thì lại trở thành phần che nắng che mưa. Ngôi nhà có thiết kế đặc biệt ở thành phố Guatavita của Colombia đang thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách. Đến với ngôi nhà này, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên và có chút ngỡ ngàng khi bên trong mọi thứ không tuân theo những nguyên tắc thông thường. Khách du lịch sẽ có cảm giác như đang đi bộ trên trần nhà và đồ nội thất thì lại lơ lửng phía trên đầu họ. Chính vì sự sắp xếp ngược đời của các vật dụng trong ngôi nhà mà nhiều người thậm chí cảm thấy hoa mày chóng mặt. Thật khác lạ, tôi không thể nhịn được cười. Mọi thứ đều rất đẹp và mới mẻ. Tôi rất thích thú khi đến những nơi thú vị như thế này. Ngôi nhà do chính chủ sở hữu là một người Áo, ông Frisson thiết kế. Cảm hứng xây ngôi nhà đến từ một chuyến đi trở về quê hương của ông cùng các cháu của mình vào năm 2015 và đã nhìn thấy một ngôi nhà tương tự. Sau chuỗi ngày dài mệt mỏi vì đại dịch và những biện pháp hạn chế, công trình lộn ngược này được kỳ vọng mang lại một sự nhẹ nhõm và thư giãn trong những ngày đầu năm mới.